Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2020, mình làm clip này tại điểm bán cây kiểng của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Giới thiệu cho quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu về những chậu kiểng xưa trên mọi miền tổ quốc. Rồi, chào chị ơi. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay chị có về một lô chậu Biên Hòa, có lái thiêu, có với bình bông để giao lưu với các cô chú anh chị mình nha. Đó. Cảm ơn các cô chú anh chị mình trong hồi hôm qua đã chốt cho mình hết cái lô ngày hôm qua nha. Thì ngày hôm nay thì chị có về một lô gồng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây chậu số 1E. Đó, cái này là nguyên si nha. Cái này là lành tích 99%. Đó, chúng em về chùi rửa quýnh ca mai lên nó rất là bóng, rất là đẹp. Đó, trôi qua khoảng cỡ trên 50 năm tuổi rồi. Khoan nha. Nhưng mà rất là đẹp nha. Rồi. Đây, ngang là phủ bì là 50. Rồi. Lọt lòng là 40. Quay chậm vòng đi. Chiều cao là 29. Rồi, đó. Giáp tích gì báo nha. Này là nguyên si 99% nha. Rồi. Không mẻ chỗ nào, không gặn nước chỗ nào luôn. Đó. Đó. Rồi gồng ha. Đây là chậu gồng, này là sông Long Chanh Châu nha. Ở cái đường này đường gì á? Cái này là ngoài nào, quay qua đi, quay qua. Đâu? Đó đây. Cái đường đó đường gì á? Đây cái đường này hả? Cái đường này là lỗi lòn anh. Phía trong không có nha. Đây, phía trong đây. Phía trong là không có, phía trong là nằm chỗ này nghe là không có nha. Rồi. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn, lỗi đó lỗi lò. Đó. Rồi, lật đít lên. Cái này là sông Long nha. Đó. Cái này là sông Long Quá Hải nha các cô chú anh chị mình nghe, trong phải Chanh Châu nha. Cái có này cá là nữa nè. Dạ, cái này là gân tóc nha, chỉ phía ngoài thôi chứ không có ở trong nha. Đó. Đây, cái này là sông Long Quá Hải nha cô chú anh chị mình nha. Rồi. Chậu này có tuổi đời là trên 60 năm, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Từ 60 năm ăn lên. Đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.9 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha. Rồi. 2.9 triệu bao phí ship toàn quốc. Đó. Này chúng em về quýnh ca mai lên rất là đẹp luôn. Đây, tới chậu con ngựa kéo xe. Đó, con ngựa kéo xe. Những vết phía ngoài này là chỉ gân tóc. Đó, đây, vết này là gân tóc nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Nhưng mà phía trong là không có. Chỉ có phía ngoài thôi. Đó, gân phía ngoài thôi, tại vì nó tàn phai theo năm tháng nha. Rồi, quay nửa vòng qua bên kia. Đây. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, không có nha cô chú anh chị. Rồi, mình xem nha. Xem luôn, đồ tròn vòng luôn đi. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đó, 99%, không mẻ chỗ nào, không gạn nứt chỗ nào nha. Rồi, âm thanh. Đây có mẻ chỗ này tí xíu thôi, bằng một phân một hả. Đó. Thì cái này tàn phai theo năm tháng nha. Chậu ngựa kéo xe này trên 50 năm rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Mình ha, chậu số 2. Đây. Phủ bì là 53. Lọt lòng là 41. Chiều cao là 33. Đó, đây ngựa kéo xe. Rồi, lật đít lên. Rất là đẹp luôn. Đây còn lành tích luôn nha. Lỗ ghim hết ha. Dạ, ghim hết trơn, lỗ thoát nước là lỗ ghim hết trơn luôn nha. Rồi. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn nha. 3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, ngựa kéo xe. Đây chậu số 3 là chậu bắp cải. Đó, chậu bắp cải lành tích 99%. 1% nữa là mẻ chỗ này. Đây bị mẻ miệng. Ngang đây là khoảng cỡ 6 phân. Đó, 6 phân nha. Cái này về các chú chị mình có thể tái chế lại được nha. Đó, đây cô chú chị mình xem. Đây cô chú chị mình xem giùm nha. Tất cả là hàng ghim nha. Cái này là chậu bắp cải màu xanh ngọc, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi thông số. Âm thanh rất là chất lượng luôn nha. Đây, phủ bì là 50. Lọt lòng là 40. Rồi quay nha. Chiều cao là 32. Đây, chậu 3E. Đây, rồi. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Dạ chậu luôn. Này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.5 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 2.5 triệu bao phí ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đây tới chậu con rồng. Đó, cái này là sông Long, nhưng mà cái biểu tượng này thì em không biết nha. Đó, nhưng mà biết chậu này là sông Long, chúng em đã chùi ca mai rất là bóng luôn.
Rồng mình dữ quá. Dạ, đã qua 60 năm rồi nhưng mà nó vẫn còn nước men vẫn còn bóng nha. Phủ bì là 52. Lọt lòng là 40. Này có đây ha. Này dạ dạ, nha. Cái đó là lõi lò anh. Cao là 30. Rồi, xe đây cái này lõi lò nó tí xíu chỗ này thôi nha. Từ đây xuống đây là khoảng để em đo thử coi nha để cho khách ta biết luôn. 3 phân. 4 phân. Rồi. Nó chỉ lõi lò tí xíu chỗ đó là 3 phân thôi nha. Đây, còn lành tích là 99%. Rồi, chữ tàu. Còn 1% là chỗ này nó mẻ cái dạ dưới thôi nha, nhưng mà nhìn là không thấy. Ở trên nhìn xuống không thấy nha. Chỉ có ở dưới mình nhìn lên thôi. Rồi. Đó. Chẳng coi đít luôn. Đây, đít là ok luôn, rồi, đảm bảo luôn nha. Lỗ ghim không chỗ nào hết. Rồi. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 2.9 triệu, em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, chậu số 5 e. Cũng là Song Long, Chanh Châu. Đó. Rồng đang nằm trong mây rất là đẹp luôn nha. Dễ cộm lên luôn. Đây, chậu này thì có tuổi đời là khoảng cỡ chừng 70 năm ăn lên rồi nha. Rồi. Này là đời đầu của Biên Hòa luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cạnh miệng có mẻ chút đỉnh. Dạ. Đây, phủ bì là 63. Lọt lòng là 50. Rồi chậm vòng đi. Dạ. Đây. Cao. Cao là 34. Chậm vòng. Đó, cao là 34 nha. Chậu này lành tích 99% luôn. 5 me. Đó, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Lật đít lên. Đây. Rồi, đã qua 6-70 năm rồi nhưng mà vẫn còn đẹp nha. Qua 6-70 năm vẫn còn đẹp. Chỗ này nó bị mẻ tí xíu nha anh. Khoảng cỡ 2 phân nha anh. Đó, để mình báo cho khách biết luôn. Đây, mẻ khoảng cỡ 2 phân. Rồi, chút xíu đó đi. Thôi. Đó. Chậu 5 me. Rồi, rất là đẹp luôn nha. Có giá là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. 4 triệu. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, số điện thoại là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cái chậu này cái tích gì thì em nhìn thì nó rất là lạ. Tại vì không biết nha, biết thì nói có phong pháo rồi nè. Chắc thì cái này chắc du sưng quá à. Ừ. Dạ. Đây, để em đo. Phủ bì là 50. Lọt lòng là 40. Chiều cao là 35. Đó. Đây, chậu này thì có người ta có đục lỗ thêm một lỗ cho thoát nước nữa nha cô chú anh chị mình nha. Đó, coi kỹ giùm em. Đây. Chậm đây, đó, chậm. Đây, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Đây, coi kỹ qua văn lên nè. Đây, đó. Qua văn này thì em không biết. Có cô chú anh chị nào biết thì góp ý kiến giùm em. Em rồi. Rất là cảm ơn. Đây, đít luôn. Đó, đây có một lỗ đục nước thêm nha. Rồi. Đó. Đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.8 triệu, em bao phí ship toàn quốc chậu số 6E. Đó. Đây. Tới cái chậu 7E. Đó. Chậu 7E là chậu Phước Lộc Thọ. Đây, 7E. Đây, màu màu da lưu rất là đẹp luôn, màu da nâu da lưu nha. Rất là đẹp. Đây, phủ bì là 55. Lọt lòng là 42. Rồi xe chậm vòng đi. Đây. Lỗ thoát nước là còn ghim luôn. Cái này là lõi lò nha anh. Thì quay kỹ cho khách, này là lõi lò. Ở ngoài là không có nha. Đó, ở ngoài là không có luôn. Lành tích 99% luôn. Rồi quay. Lành tích 99% luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cái dấu gân nước nó nằm phía bên này. Đó. Nhưng mà phía ngoài là không có, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Chỉ bị lõi lò thôi. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá cũng là 2.9 triệu, em bao phí ship toàn quốc. 2.9 triệu bao phí ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cái chậu tùng hạt. Đây, ngư cá luôn, rất là đẹp luôn nha. Chậu 8E. Này là hàng Biên Hòa nha, đảm bảo bao xưa cho các quý chị mình luôn. Chậu này trên 50 năm. Cao lên là 36. Phủ bì là 56.
Lọt lòng là 45. Rồi quay vòng 100 đi. Cái này thì người ta có đục đít để cho thoát nước nha cô chú anh chị mình nha. Đục hơi quá. Này đục nó hơi quá rồi, nhưng mà ở trên này thì lành tích 99%. Chỉ có lỗ rồi. Đục đít đó thôi. Đó cô chú anh chị mình xem giùm em đi rồi em báo âm thanh luôn. Đó, cái này đục nó hơi quá nha. Rồi. Đó, nhưng mà cái này mình có thể là lấy xi măng mình tái chế dưới đít thì không sao. Đó, âm thanh còn rất là tốt. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.400.000. 1.400.000 em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đây. Tới chậu số 9E. Đó, với chậu kia là một cặp luôn nha. Đó, chậu này thì em mới chùi cho bóng lại thôi, chứ chưa có rửa được lòng trong nha. Đó, tại vì hàng hơi gấp nha cô chú anh chị mình nha. Đây. Cao lên là 36. Phủ bì là 57. Lọt lòng là 45. Đây cũng là chậu tùng hạt luôn. Đó. Rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ha. Lành tích 99%. Không gạn nứt chỗ nào, không mẻ chỗ nào. Đó, đây cô chú anh chị mình xem đít giùm em nha. Chậu này trên 50 năm đảm bảo với cô chú anh chị mình nha. Rồi. Đó, đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.200.000, em bao phí ship toàn quốc nha. 2.200.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Đó. 2.200.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới chậu 10E. Đó, chậu bát bủ 10E. Đó, chậu này thì có gân nứt nha. Đây có gân nứt ở phía chỗ này. Đây anh, đây từ đây xuống đây nha. Từ đây xuống đây là khoảng cỡ 20 nha, 20 phân. Sang vòng đi. Đó, chậu bát bủ. Rồi, ngưng bên đó. Đây, cô chú chị mình xem nha. Đây, xem kỹ giùm em. Cao lên là 28. Phủ bì là 46. Lọt lòng là 34. Đó. Đây, chậu này thì có gân nứt chỗ này, em gõ ngay chân chỗ nứt luôn. Rồi. Đây, cô chú anh chị mình gõ chỗ nứt là nghe tiếng nó khác liền, thấy không? Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đây ghiên phải không, chỉ có dấu nước đó thôi còn tất cả đều là ghiên hết luôn. Rồi đó, đây chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.000.000 thôi, bao phí ship toàn quốc nha. 1.000.000 bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đây tới chậu gồng, đây sông long chanh châu 11E. Đó, chậu rồng sông long chanh châu 11E, lành tích 99%. Cao lên là 35. Đó. Đây, phủ bì là 60. Lọt lòng là 48. Rồi, sang vòng rồi. Đây. Phía trong này là lành tích 99% luôn nha các cô chú chị mình ha, đảm bảo với cô chú chị mình luôn. Không mờ nứt chỗ nào nha. Chỉ có là mẻ chỗ này thôi. Mẻ chỗ này để em đo nó luôn. Đây, từ đây qua đây là 5 phân thôi. Đó, nhưng mà chúng em tính 6 phân luôn. Ở trên nhìn xuống thì cái dấu mẹ nó rất là ít. Đó, ở dưới này thì nhìn lên thì nó hơi bị chóc sơn chỗ này luôn. Đây. Rồi đít luôn, đít luôn. Đây. Rồi. Này là hàng ghiên luôn nha. Ghiên. Đó, không đục lỗ nào luôn nha. Rồi. Đó. Đây. Chậu rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Đây. Rồi. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 2.200.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới chậu 12E. Chậu ông Thọ con rồng. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây để em gõ âm thanh luôn. Ngửa vòng nữa rồi, gõ âm thanh bên kia coi. Đó mình đó nó có làm gì có nứt nhẹ nhẹ không ta. Có tóc không? Để em coi kỹ là kìa. Cái âm thanh nó không anh, này không có gân tóc nha, không nứt nha. Tại cái cây á, đây nhiều khi cái cây nó bị ấy, không chắc không. Đây, phủ bì là 46. Lọt lòng là 35. Rồi, đâu chậm chậm coi. Đây, chiều cao lên là 28. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Chậu này trên 60 năm, 70 năm. Đó, từ 6-70 năm ăn lên nha, nổi gia quy rất là đẹp. Em quýnh ca mai một cái thôi nó bóng là lộng lên liền nha. Nước men còn rất là tốt luôn. Chậu ông Thọ rồi. Con rồng 12E. Đây hàng này là còn nguyên si luôn nha.
Rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu 7 em bao phí ship toàn quốc. 2 triệu 7 bao phí ship toàn quốc. Đó. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, số đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây, tới chậu Mai Lan Cúc Trúc. Đó. Đó, xuân hạ thu đông rất là đẹp luôn nha, Mai Lan Cúc Trúc nha. Chậu này lành tích cũng khoảng 99%. Đó, nước men còn rất là tốt luôn. Phủ bì là 47, lọt lòng là 38. Rồi. Chậu 13 nha. Đây. Chiều cao là 30. Rồi, đích luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây. Rồi, đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu 4. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Bao phí ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Hàng lành tích này rất là khó kiếm luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đây, tới chậu màu xanh ngọc. Đó, chậu tai bèo xanh ngọc. Đó, lành tích luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Chậu này không gạn nước chỗ nào, không mẻ chỗ nào. Đó, còn rất là đẹp luôn. Rồi, cao nhiêu? Cao lên là 27. Phủ bì là 37. Lọt lòng là 29. Chậu 14E. Đó. Có hơi... Rồi. Đó. Chậu này á là nó chỉ gân nhẹ chỗ này, chắc gân tóc nhẹ chỗ này nè anh. Không nhìn có... nhìn nó không có ấy hung nha, nhìn đó. Sơ là không thấy, nhìn kỹ mới thấy thôi. Rồi. Đó, gân nhẹ chỗ này. Đây, đích luôn. Chậu màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu 3, em bao phí ship toàn quốc nha. 1 triệu 3 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới chậu màu chậu kia xanh lục, chậu này xanh ngọc nè. Đây, long phụng nha. Rồi. Chậu long phụng này, đó có tuổi đời trên 50 năm, đảm bảo với cô chú anh chị mình. Cao lên là 24. Phủ bì là 36. Lọt lòng là 26. Đó. Rồi, quay đi. Chậu này thì có mẻ mấy chỗ nha, một chỗ này, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ. Đó. Có gân tóc cũng nhẹ luôn nha. Có gân tóc luôn nha các chú chị mình ha. Đó. Rồi. Đó, có gân tóc là mình gõ nó cái âm thanh nó rất là khác luôn nha. Đó, đích là ghiên luôn, lỗ ghiên luôn là không có đục thêm nha. Rồi. Đây. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 800k, em bao phí ship toàn quốc luôn. 800k thôi, bao phí ship toàn quốc luôn. Đây. Tới chậu miệng cắt luôn, cũng là miệng chậu này là cũng là Mai Lan Cúc Trúc luôn nha. Đó. Cao lên là 24. Phủ bì là 36. Lọt lòng là 30. Đó, chậu này thì có gân nước chỗ này. Có gân ở phía này nha, mà chúng em đã chét keo tái chế rồi nha. Đó, đây nó phía ngoài luôn đây. Đó, gân nước phía ngoài luôn nha, cô chú anh chị mình xem giùm em. Rồi. Đây, đích luôn. Đó. Rồi. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 16E. Cũng có giá là 700k, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đây, tới chậu Biên Hòa, Sông Long Chanh Châu, 17E. Đó. Đây, chậu 17E nha, để em đo thông số luôn. Cao lên là 23. Phủ bì là 31. Lọt lòng là 26. Đó, chậu này thì cũng có gân tóc nhẹ chỗ này nha cô chú anh chị mình ha. Đó, xem giùm em nha. Đây, gân tóc nhẹ bên đây. Rồi, gõ đây. Đó. Đó, có gân tóc nhưng mà âm thanh nó cũng còn rất là chắc nha. Đây. Cái này là không phải là nứt nha cô chú anh chị mình nghe, mặt trong không có nha, chỉ có mặt ngoài thôi, gân nhẹ thôi. Hàng này hàng ghim nha. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây, chậu 17E, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 700k thôi, bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới em còn 4 cái bình. Đó, để giá mềm cho các chú chị mình xài luôn nha. Đó, chân rất là đẹp luôn. Đây, bình lục giác. Đó, 18E. Cao lên là 54. Cổ bình là 40. Bụng bình là 70.
Đó, chậu con vịt trời rất là đẹp luôn nha. Nổi da quy lên rất là đẹp. Chậu này thì có lỗi chỗ này tí xíu, khoảng cả 2 phân. Chúng em đã tái chế rồi. Đó, đây 18 e. Đó. Rồi, rồi. Còn tất cả đều lành tích nha. Rồi, đích. Đó, đây, miệng luôn. Miệng. Đây, rồi. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Rồi, giá. Đây, bình em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 1.300.000. Em bao phí ship toàn quá cho các chú chị mình luôn nha. Đây, bình màu xanh lục. Đây, bình màu xanh lục luôn. Đó, bình này có tuổi đời trên 50 năm. Có tái chế nha, bình này có tái chế lại nha. Cao lên là 55. Cổ bình là 43. Bụng bình là 84. Đó, bình 19 e. Đây, có tái chế cái miệng nha, một khúc nha. Mà cô chú chị mình nhìn kỹ mới thấy nha, nhìn sơ là không thấy, cỡ 7 phân. Đó. Cỡ 7 phân nha. Lật đây, giá rất là mềm luôn để cho giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Quay cái đầu kia lại. Đó, rồi để em quay này đi. Rồi, đây. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Rồi, trong. Đó. Đây. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Có giá là 1.000.000 thôi, em bao phí ship toàn quắc luôn nha. Đó, bình này có tái chế lại cái miệng nha cô chú anh chị mình nha. Đó, 1.000.000 bao phí ship toàn quắc luôn. Đó, bữa nay còn 4 cái bình này nữa thôi là chúng em sẽ bán giá mềm. Đó, thu hồi vốn lại nha cô chú anh chị mình ha. Đây là bình số 20. Cao lên là 52. Cổ bình là 42. Bụng bình là 83. Quen dòng đi. Đó, bình bách hoa rất là đẹp luôn. Bình này cũng có tái chế cái miệng luôn nha. Đây. Tái chế cái miệng từ đây qua đây là khoảng cỡ một tấc nha cô chú anh chị mình ha. Nói chung là đồ này là phải có tái chế rồi nha. Đó, ít có khi nào kiếm được đồ nguyên lắm. Rồi ngã cái đầu xuống. Đây. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Rồi. Đó, đích luôn. Đây. Có cái lằn gì vậy? Đâu anh? À, cái đó lỗi lò đó anh, em coi phía trong. Phía trong không có nha, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Chỉ có phía ngoài thôi chứ phía trong không có nha. Rồi, mình đựng nước là bình thường nha, chưa anh? Đựng nước là bình thường. Đó, âm thanh còn rất là tốt, đựng nước là bình thường luôn. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 1.100.000, em bao phí ship toàn quắc nha. 1.100.000 bao phí ship toàn quắc cho các chú anh chị mình luôn, bình 20 e. Đây tới bình 21 e. Đó cũng là với cái bình này nãy 20, 21 là một cặp luôn á cô chú chị mình, rất là đẹp luôn đó. Là một cặp rất đẹp luôn. Cao lên cũng là 53. Cổ bình là 42. Bụng bình là 84. Đó, bình 21 e. Đó, cũng có tái chế cái miệng luôn. Đây. Tái chế từ đây qua đây khoảng cỡ một tấc nha. Đó. Rồi, lật cái đầu xuống. Đây, cô chú chị mình xem kỹ giùm em nha. Rồi. Đó, đây. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi. Đó. Âm thanh còn rất là tốt luôn nghe cô chú chị mình ha. Mình đựng nước bình thường em đảm bảo với cô chú chị mình luôn. Cũng có giá là 1.100.000. Nếu mà cô chú chị mình mua một cặp, đó thì chúng em sẽ bớt tiền cà phê lại cho cô chú chị mình luôn. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong ủng hộ clip LTK Bonsai. Các cô chú chị mình hãy bấm đăng ký kênh để chúng em săn những hàng độc lạ để về giao lưu với các cô chú chị mình. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những clip sau.